Có lẽ hầu hết chúng ta đều từng than phiền rằng không có đủ thời gian để hoàn thành mọi việc. Vì vậy, video này sẽ giúp bạn sử dụng thời gian một cách hiệu quả nhất. 1. Biết rõ mục tiêu cho mỗi việc làm của mình. Nếu không biết cách tính toán và suy nghĩ đến mục đích và lợi ích khi làm bất kỳ điều gì, bạn hoàn toàn có thể lãng phí thời gian mà không hay biết. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng những điều bạn đang làm đều hướng đến mục tiêu chính, đó là mang đến thứ tốt nhất cho công việc cũng như cuộc sống của chính mình. 2. Sắp xếp công việc theo thứ tự ưu tiên. Theo Stephen Covey, tác giả của cuốn First Thing First, nói rằng bạn nên tạo danh sách những việc cần làm dựa vào mức độ quan trọng và ưu tiên của từng việc. Và dưới đây là các tiêu chí để bạn biết được nên ưu tiên công việc nào trước. Quan trọng và khẩn cấp. Cái tên nói lên tất cả. Với những công việc này, cách tốt nhất là bạn nên làm chúng ngay lập tức. Quan trọng nhưng không khẩn cấp. Những việc tưởng rằng rất quan trọng nhưng thực chất thì không. Nên suy nghĩ thật kỹ xem khi nào thì làm chúng. Khẩn cấp nhưng không quan trọng. Những công việc gây nhiều phiền toái nhất nhưng lại chỉ có một chút hoặc không có giá trị gì khi nhìn vào bản chất của nó. Hãy nhờ ai đó làm giúp nếu bạn có thể. Không khẩn cấp cũng không quan trọng. Đối với những công việc ở mức độ này, bạn nên làm chúng sau vì nó đơn giản chỉ khiến bạn trông bận rộn mà chẳng đem lại lợi ích gì. 3. Hãy tập nói không. Đừng ngại nói từ chối một lời đề nghị nào đó để bạn có thời gian làm những thứ khác thực sự quan trọng hơn. Hãy học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước để tránh lãng phí thời gian sau này và những việc không cần thiết. Khi ấy, bạn cần luôn sẵn sàng để chuyển sang các công việc đem lại hiệu quả cao hơn. 4. Lên kế hoạch trước. Hành động bạn nhảy vào một ngày làm việc mà không có một kế hoạch hay lịch trình định sẵn là một sai lầm. Nó sẽ dẫn đến rất nhiều hậu lụy, mà nghiêm trọng nhất đó chính là lãng phí thời gian. Tùy vào tính cách của mỗi người, bạn có thể chọn dành khoảng 15 phút buổi tối hôm trước hoặc sáng hôm sau để lên kế hoạch cho ngày mới. 5. Đừng để smartphone chi phối cuộc sống của bạn. Cố gắng luyện tập thói quen không trả lời điện thoại ngay khi vừa nhận được tin nhắn. Tại sao? Vì bạn cần hiểu rằng bản thân không nên chú ý quá nhiều vào chiếc điện thoại trừ khi công việc của bạn đòi hỏi rằng phải làm như vậy. Thay vào đó, hãy tạo cho mình một khoảng thời gian nhất định để có thể trả lời toàn bộ tin nhắn, email và cuộc gọi mà bạn nhận được. 6. Đừng ôm rơm nặng bụng. Bạn không phải là Superman để có thể gánh vác được cả thế giới, nên đừng bao giờ cố gắng làm hầu hết mọi việc. Hãy tìm những người phù hợp và để họ làm giúp bạn những công việc đó. Một người thành công phải có khả năng dự tính để nắm bắt cơ hội, đồng thời không bị mắc kẹt trong những công việc không thuộc về mình. Làm gì thì làm, nhưng hãy chắc chắn rằng bạn luôn ngủ đủ giấc, có một sức khỏe tốt và một tinh thần khỏe mạnh.